Nhưng mà giờ là sao của ba ngôi sơn vốn là người họ Nguồn tưởng Nghệ An, chính là ở huyện Hân Nguyên, Nghệ An ngày nay. Thì vào thế kỷ 17, ông tổ vốn đời từ Nghĩa Huệ là Hồ Sĩ Anh đã bị quân Nguyễn bắt lên vùng Tây Nguyên để khai hoang và dẫn đến sự ra đời của ấp Tây Sơn. Như vậy ấp Tây Sơn được coi là quê hương đầu tiên của tổ tiên nhà Tây Sơn. Đến đời ông Hồ Thế Phúc, thân sinh của ba ngôi sơn, thì lúc bấy giờ ông Phúc làm nghề buôn bán trầu cau trên dòng sông Côn. Sông Côn là con sông ở ngay trước mặt bảo tàng của chúng ta. Ông Phúc qua lại vùng Tây Sơn Hạ Đạo và tất nhiên với bà Nguyễn Thị Đông, họ sinh được ba người con: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Dữ. Thì Nguyễn Nhạc ngay từ nhỏ ông đã có thời buôn bán trầu trên dòng sông Côn, nên Nguyễn Nhạc nhân dân nơi đây quen gọi là ông Hai Cầu. Nguyễn Huệ được gọi là chú Ba Cô, Nguyễn Lữ được gọi là thầy Tư Lữ. Thì ở đây chúng ta nói về vấn đề